tối nay nhiều nhân vật lắm, em chia bớt việc đi. Như Trường Giang chẳng hạn, rồi Kiều Minh Tuấn chẳng hạn, anh Dương Lâm Đồng Nai nữa. Kiều Minh Tuấn làm MC, chắc là người chết. Vén màn sự thật, tại sao MC đám cưới Tú Nhi không phải Trường Giang Trấn Thành mà lại là ông hoàng rối loạn ngôn ngữ Kiều Minh Tuấn? What? Dù hôn lễ đã kết thúc, quan khách có khi đã sục dịch trở về nhà sau một đêm quẩy hết mình, nhưng những câu chuyện bên lề thì vẫn còn mãi. Hóng hớt từ đầu cho đến cuối đám cưới, nhưng có lẽ bạn cũng đang thắc mắc tại sao MC, người dẫn dắt cho hôn lễ của Tú Nhi không phải Trường Giang hay Trấn Thành mà lại là ông hoàng rối loạn ngôn ngữ Kiều Minh Tuấn. Vâng, theo những gì chú mình hóng hớt được từ chú rể anh Tú thì đám cưới này không có kịch bản cụ thể, tới đâu vui tới đó. Trấn Thành thì vì đã dẫn trong đêm pre-wedding nên anh nhường mâm lại cho người khác và có quân sư cho chú rể nhắm đến Trường Giang, Kiều Minh Tuấn hay Dương Lâm Đồng Nai. Lý do cụ thể vì sao ông hoàng rối loạn ngôn ngữ là người được chọn thì mình không rõ lắm. Nhưng Lê Dương Bảo Lâm bị loại thì chắc chắn do sơ hở là hát, xảy ra là chế lời rồi. Còn Trường Giang thì sâu sắc quá, sợ sẽ làm khách mời ướt lệ trong ngày vui. Nên thôi thì mình chọn Kiều Minh Tuấn, có rối loạn ngôn ngữ tí thôi, nhưng mà cũng vui.